Chương trình Phố Bô Sa TV xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi hôm nay sẽ có cuộc tiếp xúc với anh Nguyễn Hồng Phúc một lần nữa. Được biết tháng 4 tới đây thì sẽ có một chuyến đi do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức cho các Việt Kiều đi ra thăm đảo Trường Sa, cũng như là một số đảo, cũng như là thăm các người lính ở ngoài đó. Và chương trình Phố Bô Sa TV cũng như một vài cơ quan truyền thông cũng sẽ có dịp đi theo chuyến đi này để tường trình lại. Anh Phúc chắc cũng đã biết về cái chuyến đi này. Xin anh Phúc có thể cho biết một số cái suy nghĩ của anh liên quan tới chuyến đi này như thế nào? Trước hết xin được rất hân hạnh được gặp anh Lăng một lần nữa, rồi xin được chào khán giả của Phố Bô Sa TV. Thì như tôi được biết thì các anh chuẩn bị lên đường theo lời mời của nhà cầm quyền Việt Nam, thì các anh đi thăm đảo Trường Sa. Thì đó là một tin vui đối với tôi. Thì cái này làm tôi rất là xúc động, tại vì thật sự ra thì tôi nghĩ cái chuyến đi là một rất là mang nhiều ý nghĩa về mặt chính trị, ý nghĩa về mặt lịch sử. Thì tôi nghĩ 1.000 năm một thở mới được một chuyến đi này, thì tôi không có dịp đi thì tôi rất là tiếc. Thì tôi chúc anh đi rất là thành công, trong chuyến đi này. Rồi thì tôi có một cái lời nhắn nhủ như vậy: nếu anh đi về chuyến đi này thì anh nếu được khi anh ra thăm đảo Trường Sa thì anh, hoặc là một số đảo nào đó, thì anh thì theo tôi theo dõi tin tức báo chí thì hiện bây giờ bên đảo Trường Sa có một cái chùa rồi để tưởng niệm những người chiến sĩ hải quân của Việt Nam. Thì nếu anh được thì anh thắp giùm tôi một nén hương để mà tỏ lòng của Nguyễn Hồng Phúc biết ơn các chiến sĩ hải quân của Việt Nam nói chung và riêng những chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa Soviet Việt Nam. Mình nói đó là ngày xưa trước 75 thôi, chứ bây giờ thì là đất nước là thống nhất rồi. Thì chiến sĩ hải quân thì của Việt Nam thì là chiến sĩ hải quân tất cả. Thì cho tôi thắp một nén nhang để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì vấn đề giữ đảo quốc của Tổ quốc Việt Nam. Và xin được cảm ơn những chiến sĩ đã giữ, đang giữ và sẽ giữ các hải đảo của nước Việt Nam chúng ta. Xin rất cảm ơn, tôi salute đẹp. Thì nếu mà có dịp thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm cái việc mà anh gửi gắm, là thắp một nén nhang ở trong một cái ngôi chùa ở đảo Trường Sa. Hy vọng là chúng tôi sẽ có cái dịp làm như vậy. Sẵn đây cũng có nói là cũng nhân cái chuyến đi này thì cũng ngoài anh Nguyễn Hồng Phúc thì cũng có một số thân hữu, họ cũng có những lời nhắn gửi để mang ra ngoài đảo Trường Sa. Để quay lại cái ý nghĩa của chuyến đi đó, bên nhà nước Việt Nam cũng đã có nhiều lần ông Nguyễn Thanh Sơn cũng có những sự giải thích về lý do của chuyến đi đảo Trường Sa do Bộ Ngoại giao tổ chức lần này. Trong đó sẽ có một cái lễ cầu siêu. Tuy nhiên đứng về phía cá nhân đó thì anh nghĩ vì sao nhà nước Việt Nam làm những cái việc như thế này vào thời điểm này? Thật sự thì lễ cầu siêu cho tất cả những chiến sĩ Việt Nam, tôi nói là Việt Nam tức là Nam Bắc đã thống nhất rồi, chiến sĩ hải quân Việt Nam đã bỏ mình vì công cuộc giữ hải đảo của Tổ quốc, thì nói bất cứ một cái lãnh đạo nào, bất cứ một cái xã hội nào đều có vấn đề tâm linh cả. Thì điều mà nhà nước Việt Nam hiện bây giờ làm gì đó tôi hoàn toàn đồng ý, và một điều rất là thiêng liêng và rất là xúc động cho tất cả mọi người trong nước cũng như ngoài nước. Tại vì những cái sự hy sinh mất mát đó không có gì đền đáp được. Và cái công lao đó tất cả người Việt Nam nói chung trong nước và hải ngoại nói riêng thì bản thân tôi nghĩ thì phải ghi ơn những người đó, ghi ơn những người chiến sĩ đó. Ngoài cái vấn đề tâm linh thì cái việc cầu siêu này nói riêng và cũng như là nguyên cái chuyến đi nói chung thì theo anh nghĩ nó có mang tính chính trị, xã hội hoặc là chiến thuật nào đó của nhà nước Việt Nam trong cái việc đối với lại dư luận hải ngoại cũng như dư luận trong nước về cái vấn đề biển đảo hoặc là biên giới. Thật sự ra tôi nghĩ đó, cái lễ cầu siêu này nó mang rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là vấn đề cho quần chúng, cho tất cả nhân dân trong nước và ngoài nước biết là những cái công cuộc giữ đảo, giữ biển của những chiến sĩ, kể cả tất cả chiến sĩ hải quân Việt Nam.
Thì vấn đề tâm linh là điều tất cả mọi người đều hiểu, cái điều tâm linh là điều bậc nhất trong cuộc đời của mình. Nếu mình không có tâm linh thì mình sống không có được. Mình phải có một cái điều tâm linh đó trong cuộc đời mình. Thì nhà nước Việt Nam bây giờ làm điều đó là hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ thật sự là một điều hay. Và khi nhà nước Việt Nam tổ chức làm điều đó thì là một cái sự xích lại gần hơn cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Vậy thì theo anh nghĩ về những cái dư luận vẫn cho rằng là, cho tới nay vẫn cho rằng là nhà nước Việt Nam họ không có cái nỗ lực đầy đủ để mà giữ gìn biển đảo, giữ gìn biên giới, và thậm chí nặng nề hơn là vấn đề bán đất bán biển, thì trong trường hợp nó như thế nào? Thật sự ra ở đây thì thật sự ra ai muốn nói gì nói, nhưng mà thật sự ra bây giờ ở đây tôi bảo đảm, tôi dám chắc chắn là không có người nào đưa được một thí dụ nào, đưa được một cái chứng minh nào mà nói là gần Việt Nam bán đảo bán đất cho Tàu Cộng cả. Thì trở lại phía lịch sử thì như anh đã biết thì cái đảo của Trường Sa là lợi dụng đất nước lúc chia đôi, Nam Bắc đã phân chia thì Trung Cộng đã cướp rồi. Theo tôi được biết, tất cả những cái trong những cái đàm phán về Trung Quốc, tất cả những cái hội nghị thì nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhà nước cầm quyền Việt Nam hiện bây giờ đều khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi được với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không đòi được thì thế hệ con cháu chúng ta phải đòi cho được điều đó. Thì họ luôn khẳng định điều đó. Thì tôi chứ không có bất lý do gì mà để nói người nhà của Việt Cộng sản là bán đất bán đảo cho Tàu Cộng cả. Và không ai ở đây chỉ có nói tuyên truyền. Tôi nghĩ không ai để chứng minh được điều đó cả. Trở lại một tí xíu quá khứ. Nếu thật sự để những người ở đây, những cái tổ chức hội đoàn, để những người gọi là chống cộng ở đây nói là miền là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là thăng tàu cộng mà là dân đất cho tàu, sợ tàu, thì anh nghĩ lịch sử khi năm 75 nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội mới giải phóng được miền Nam, thì trước đó người ta đã thấy cái giả tâm của Trung Quốc rồi. Năm 74 đã lợi dụng nước phân đôi là chiếm cái đảo Trường Sa của mình. Thì nhà quyền Hà Nội đã thấy cái giả tâm của Trung Quốc. Đó là họ không xích gần Trung Quốc mà xích gần với bên lề Liên Xô. Để nếu mà nói mình sợ, nếu mà nói những cái dư luận đây nói là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng sợ Trung Cộng cả. Thì tại sao lúc đó người ta không sợ? Tại vì vừa mới chiến tranh Nam Bắc xong, tại sao người ta vẫn chiến tranh với Trung Quốc? Nếu người ta nó sợ Trung Cộng, tại sao xích gần là bên Liên Xô? Để ta thấy cái giả tâm của Trung Quốc, là người ta thấy giả tâm Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc giúp cho miền Bắc rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam, nhưng mà không phải vì vậy mà Trung Quốc muốn lắng đảo lắng biển mình được. Thì nhà cầm quyền Hà Nội rất là sáng suốt, thấy được điều đó nên xích lần lại với Liên Xô hơn là với Trung Cộng. Sau đó Trung Cộng nhìn biết rồi, Trung Cộng năm 79 mở hai mặt trận, thì lịch sử đã chứng minh điều đó. Thì tôi nghĩ nhà cầm quyền Cộng sản Nam lúc nào cũng sáng suốt và không bao giờ dân đất dân biển cho Tàu Cộng cả. Cái đó là một điều gọi là redic của lịch đối với tôi, tuyên truyền. Những cái suy nghĩ đó của anh cũng như những cái phát biểu của anh trước đây, nhiều người cho rằng là khá là có lợi và thân thiện với lại cái cách suy nghĩ của chính quyền Việt Nam hiện nay. Anh có thấy cái đó là một nghịch lý hay không, khi mà ngược lại ở trong nước lại có những, có thể không nhiều nhưng cũng có những thanh niên, có những người bất đồng chính kiến, họ thực sự họ cho rằng là nhà nước Việt Nam đã không có cái nỗ lực để mà giữ gìn đất nước. Cụ thể gần đây nhất là chúng ta thấy là qua cái phong trào Thỉnh Nguyện Thư vừa rồi đó, là cái nhân vật trung tâm của cái việc đó là nhạc sĩ Việt Khang, với những cái sáng tác, với hai cái bài hát có những lời lẽ rất là có thể nói là trách móc rất nhiều về cái vấn đề nhà nước Việt Nam trong cái vấn đề giữ gìn biển đảo. Có nó có một cái nghịch lý như thế nào không, khi mà một người ở ngoài nước lại có thiện cảm hơn những người trong nước? Thật sự ra khi mình xét bất cứ vấn đề gì, mình phải nhìn có mắt khách quan, mà mình có mắt mình fairly, mình không bên này bỏ bên kia. Thì đối với anh Việt Khang, tôi đã nói những clip trước rồi, thì anh lo sợ quá nhiều. Thật sự cho đến giờ phút này chưa bao giờ Việt Nam với một cái thế mạnh làm bạn tất cả các nước, từ Ấn Độ, từ Nhật Bản, từ Đại Hàn, từ Philippines, tập cận trung tất cả các nước, đã làm bạn được với Mỹ, đã đối tác với Mỹ
chiến lược, tới đây sẽ thành lập một chiến lược đối với Mỹ để chống lại bành trướng Trung Quốc. Chưa bao giờ hết dân tộc Việt Nam và nước Việt Nam có một thế mạnh rất vững vàng để chống lại bành trướng Trung Quốc so với suốt chiều dài lịch sử của ông cha ta, đơn thương độc mã chống Trung Quốc. Thì bây giờ mình là người hải ngoại thì mình phải fairly mình nói. Bây giờ anh Việt Kha, tôi nghĩ anh lo sợ quá đáng, nhưng mà tôi respect cái ý kiến của anh. Thì anh có thể, bất cứ một đất nước nào đều có sự chống đối cả, ngay cả ở Mỹ, bất cứ như nào thế giới nào, bất cứ một lãnh đạo nào dù perfectly cỡ mấy, cách mấy, đều có người chống đối và đều có người không thích cả. Như Mỹ thì anh biết rồi, Oklahoma City, chính quyền Mỹ vẫn bị chống đối và có thể bị khủng bố vì vấn đề một ý kiến nào đó không đồng ý với chính phủ. Thì tôi nghĩ là chuyện bình thường. Theo tôi, ý kiến tôi là chuyện bình thường. Vấn đề mà chống đối chính phủ hoặc là không đồng ý vấn đề đường lối chính phủ thì ở nước nào cũng có cả. Nhưng mà đi tới cái hành động như cỡ Timothy McVeigh ở Oklahoma thì dĩ nhiên là phải bị bắt và phải bị xử. Oh, absolutely. Cái đó là khủng bố rồi. Terrorist, almost terrorist rồi, thì giết người là không được. Anh không có nào chứng minh được vấn đề mà anh giết người vô tội được. Cái đó thì đúng hoàn toàn sai. Bất cứ một chế độ nào, bất cứ một đất nước nào đều có luật pháp cả. Cái chuyến đi như thế này, lần này có thể nói là một lần gọi là lần đầu tiên trong lịch sử nó xảy ra như vậy. Tức là chính nhà nước Việt Nam tổ chức, nhưng lại tổ chức dành riêng đặc biệt cho những người Việt kiều bên ngoài tự về để mà đi cái chuyến này. Và chúng tôi được biết là có khoảng 30 người từ, nếu không lầm thì là từ Orange County để sẽ về. Cùng với những người ở nhiều nơi nước khác. Anh nghĩ cái ảnh hưởng của chuyến đi này nó sẽ như thế nào trong và ngoài nước theo cái dự đoán của anh? Theo dự đoán của tôi thì ảnh hưởng rất là lớn. Thứ nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng nói là cộng đồng Việt Nam là khúc ruột ngàn dặm. Thì bây giờ người ta chứng minh, đương nhiên người cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn nghe những cái tin đồn gọi là hải ngoại nói là người ta không giữ biển, giữ đảo, rồi dân cho tàu, cái này nọ. Thì bây giờ người ta chứng minh, các anh ra ngoài đó, anh chứng minh cho biết ngày đêm cực khổ, gian khổ của những chiến sĩ hải quân Việt Nam ngày đêm gian khổ để giữ biển đảo. Thì điều đó là điều thực tế. Thì một chuyến đi, tôi nghĩ đó là một điều rất là thú vị và thành công của nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ. À, những người Việt ở bên này, theo anh nghĩ người ta sẽ phản ứng về cái chuyến đi này như thế nào?